Xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, có một điểm khác biệt rất lớn giữa người giàu và người nghèo khi chi tiền. Đó là người giàu thì luôn nghĩ rằng mình bỏ số tiền này ra thì mình sẽ được gì. Còn người nghèo thì luôn luôn tiếc nuối khi phải bỏ ra một số tiền nào đó. Chính tư duy này khiến cho người giàu thì cứ luôn luôn giàu lên, còn người nghèo thì cứ mãi luẩn quẩn trong cái vòng nghèo đói thiếu thốn. Bạn thân mến, dù nghèo thì bạn vẫn phải chú trọng đầu tư vào ba thứ đặc biệt quan trọng này, bởi có lúc bạn sẽ phất lên nhờ chúng đấy. Rất nhiều người thường không hay chú ý đến tiềm năng của bản thân. Gặp phải bất cứ vấn đề gì, dù rất nhỏ cũng phải tìm đến người khác nhờ giúp đỡ mà quên mất rằng bản thân mình cũng có thể thử sức giải quyết. Con người làm người nhất định phải dựa vào bản thân mình trước tiên. Cho dù bạn có quen bao nhiêu người đi chăng nữa, nhưng thực sự có thể giúp bạn, thử hỏi có được bao nhiêu người. Vì thế phải tự lực cánh sinh. Trong môi trường công sở, ở nơi làm việc, đừng nói bạn quen bao nhiêu người, mà hãy nói khi bạn gặp khó khăn, có bao nhiêu người có thể đưa tay ra giúp bạn. Những người nghèo thường hay có những biểu hiện như trong bất cứ việc gì cũng chỉ nghĩ đến bản thân và có chết cũng phải giữ thể diện. Trong đầu nghĩ ra nhiều thứ nhưng không thực hiện. Chỉ biết oán trời trách đất, bất công với mình. Tự tin thái quá về bản thân nhưng gặp việc lớn lại không có chủ kiến. Chi li tính toán từng đồng vặt vãnh, không muốn tiêu tiền vào việc nâng cấp bản thân. Bảo thủ, không dám mạo hiểm, làm việc gì cũng tính toán quá kỹ. Là một người nghèo thông thường, nên có một cơ thể khỏe mạnh, một trí tuệ bình thường. Mặc dù không có vốn đầu tư làm ăn lớn, chúng ta cũng nên tỉnh táo để đầu tư vào những thứ rất quan trọng sau đây. Thứ nhất, đầu tư cho sức khỏe. Sinh mệnh bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh. Vì thế, một cơ thể khỏe mạnh là vô giá. Thực ra, bất luận là người nghèo hay người giàu, cũng đều cần phải đầu tư vào sức khỏe. Hơn nữa, đầu tư vào sức khỏe cũng không cần đến nhiều tiền. Chỉ cần chúng ta hình thành những thói quen sinh hoạt tốt, với thời gian nghỉ ngơi, vận động có quy củ, ăn uống hợp lý, tập luyện vừa mức, tránh xa rượu bia thuốc lá là có thể duy trì được sức khỏe tốt. Có một cơ thể khỏe mạnh, cho dù bạn không có trình độ học vấn cao, cũng không có năng lực đầu tư kiếm tiền giỏi giang. Chỉ cần bạn bỏ công sức ra là đã có thể tự nuôi sống bản thân mình. Thứ hai, đầu tư cho học tập. Muốn thoát khỏi vận nghèo, mỗi người nhất định phải thay đổi tư duy và cần phải đầu tư. Thứ quan trọng, then chốt cần được đầu tư để thay đổi vận nghèo hèn đó chính là não bộ. Đầu tư cho não bộ để chúng ta có thể tự tư duy, phát triển, để chúng ta đủ hiểu biết để giải quyết, ứng phó với mọi việc. Vậy làm thế nào để đầu tư cho não bộ? Câu trả lời đó chính là học tập, đặc biệt là tự học. Có một lượng kiến thức tích lũy đủ nhiều, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng tài nguyên có thể tận dụng xung quanh mình rất nhiều. Não bộ của chúng ta cũng sẽ càng lúc càng trở nên linh hoạt. Vậy làm thế nào để chuyển hóa kiến thức trí tuệ của chúng ta thành sức sản xuất ra của cải tiền bạc? Chúng ta cần có một điểm tựa. Điểm tựa này chính là một kỹ năng hoặc một sở trường của chúng ta. Có nó thì trí tuệ và kiến thức của chúng ta mới có đất để phát huy. Vì thế, những lúc nghèo khó không có tiền, bạn hãy bỏ thời gian để gây dựng và hình thành cho mình một vài kỹ năng sở trường nào đó. Đây cũng là một khâu đầu tư quan trọng. Thứ ba,
đầu tư cho tình bằng hữu. Xã hội hiện đại ngày nay sớm đã không còn là xã hội mà mỗi một cá nhân xuất chúng nào đó có thể tự gây dựng nên đế chế của mình một cách dễ dàng và đơn giản. Bất cứ ai cũng cần có bạn bè, đối tác, cần có bằng hữu sẵn sàng ra tay giúp đỡ trong những thời điểm mấu chốt quan trọng nhất mới có thể thành công. Nói cách khác, khi nghèo, chúng ta nên đầu tư cho tình bằng hữu. Cái nghèo không ảnh hưởng đến việc giao lưu kết bạn một cách chân thành, mà thường là những người bạn kết giao với nhau đúng vào lúc nghèo khó lại càng đáng tin cậy. Song những người bạn như thế rất hiếm có, cần phải bỏ thời gian và tinh thần cũng như công sức ra để có thể duy trì tình cảm. Khi người khác giúp đỡ chúng ta nhất định cần báo đáp. Đây là tư duy quan trọng nhất mà một người nghèo khó cần phải có để thay đổi tình trạng của bản thân. Bởi lẽ trong tư duy của người nghèo, vì có ít nên tâm lý chung không muốn bị mất đi, mà chỉ muốn được nhiều của cải hơn. Nói tóm lại, nếu đã nghèo, chúng ta càng không nên tiêu tốn thời gian và tiền bạc vào việc tìm cách để tiết kiệm tiền, càng không nên oán thán trách cứ số phận hay người khác. Việc quan trọng nhất là thay đổi tư duy và đầu tư vào những thứ đáng đầu tư nhất được liệt kê ở trên. Thay vì ngưỡng mộ sự giàu có của người khác, chi bằng hãy bắt đầu thay đổi từ bản thân mình. Bên cạnh đó, nếu bạn không dư giả về tài chính thì cần bớt chi tiêu vào 5 thứ sau đây để có thể dồn tiền sang những thứ cần thiết để đầu tư. Đó là 5 thứ gì vậy? Hãy cùng tiếp tục theo dõi video nhé! Thứ nhất, các thiết bị điện tử. Các thiết bị điện tử công nghệ thời buổi ngày nay gần như là đồ vật không thể thiếu. Nhưng điều đó cũng không có nghĩa là bạn cần phải chi tiền ra để mua những thứ mới nhất. Cảm giác hào nhoáng của thiết bị điện tử mới tậu sẽ không tồn tại được lâu và đảm bảo 100% rằng sẽ có những thứ mới hơn, mẫu mã tốt hơn thứ mà bạn đang có sau chỉ một năm. Thứ hai, vật dụng trang trí nhà mới nhất. Sẽ luôn có hàng tá chủ đề mới để trang trí cho ngôi nhà của bạn. Bạn không phải tiêu tốn hàng chục triệu đồng để có được một căn phòng giống như trên tạp chí, bởi bạn luôn có cách tự trang trí nhà của mình mà trông vẫn giống như vậy. Bạn có thể biến nó thành một trải nghiệm và dành thời gian củng cố tình cảm với bạn bè và gia đình. Thứ ba, xe hơi. Chạy theo mốt xe hơi đời mới nhất không phải một lối sống thông minh, trừ khi bạn có thể chi trả hết tiền mua xe trước khi mẫu mới ra mắt. Đây là một cách đưa mình vào hố nợ nần không đáy. Bạn sẽ chẳng bao giờ có được danh hiệu trong tay nếu cứ bán lại mấy con xe vừa sử dụng chưa được bao lâu để mua mốt mới nhất năm nay. Thứ tư, mẫu thời trang mới nhất. Bạn không phải cảm thấy tội lỗi khi đâm đầu vào mua quần áo, túi xách hay giày mới trong một khoảng thời gian. Nhưng khi đến thời điểm bạn cố gắng mua một chiếc túi hay một đôi giày mới với giá hơn 300 đô la, thì có lẽ bạn nên bỏ qua chúng và tiết kiệm tiền cho những thứ khác. Sẽ luôn có những mốt mới và chẳng có ích gì nếu bạn tiêu hết số tiền vất vả kiếm được và mất đi những khoảng trống quý giá trong tủ quần áo để chứa những thứ đó. Thứ năm, trang sức. Sẽ thật tuyệt vời nếu bạn có thể sở hữu những món đồ trang sức đẹp mắt trong các sự kiện quan trọng khi đi làm hay nhảy đầm. Nếu bạn có đủ khả năng để mua một chiếc đồng hồ đeo tay trị giá 2.000 đô la thì quá tốt rồi. Tuy nhiên, đối với tất cả những người còn lại, giữa việc mua trang sức và nợ nần vì những thứ lấp lánh đó chỉ có một ranh giới vô cùng mong manh mà thôi. Bạn thân mến, trong khi mà điều kiện kinh tế còn hạn hẹp thì bạn nhất thiết phải đầu tư vào sức khỏe, cải thiện kiến thức cũng như tăng cường các mối quan hệ của mình.
không ai biết được tương lai sẽ như thế nào. Vì vậy, hãy tập trung đầu tư vào những thứ có thể đem lại cho bạn một nền tảng vững chắc. Dù có thể chưa trở nên giàu có, nhưng những điều mà bạn tích lũy được chắc chắn sẽ mang lại cho bạn những kinh nghiệm quý giá. Để có thể xem thêm các video clip mới phát hành hàng ngày trên kênh Dòng chảy cuộc đời, quý vị và các bạn đừng quên nhấn vào biểu tượng chiếc chuông nhỏ nhé. Còn bây giờ, xin hẹn gặp lại quý vị trong những video clip tiếp theo.